Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay chuột cho các bạn xem nha. Thì mấy chuột đã về được 2-3 ngày rồi, 2 ngày rồi nhưng mình chưa có rảnh. Một số bạn kêu mình quay chuột, cho nên bữa nay mình quay về luôn. Thì hàng chỉ mới về được 2 ngày thôi. Đó, hàng rất là đẹp. Trong đây thì có đủ loại nha, có hai loại chủ yếu là Campbell, Winter White. Đó, tổng sở đây. Ngoài ra thì có trắng sọc, trà sữa, rồi bò sữa gì đó, vân vân vân. Chuột về rất là nhiều. Size này là size Barbie nha các bạn. Size này size còn nhỏ. Các bạn muốn ghép mà cho nó sinh sản đó, thì ghép cỡ này là vừa. Thì ghép lớn, đối với Campbell thì ghép lớn chút nữa thì nó rất là khó ghép. Ghép nhỏ cỡ này là vừa. Đó, nhỏ cỡ này là ghép lớn chút là nó sinh sản là vừa luôn đó. Về được 2 ngày rồi mình cho nó nghỉ khỏe rồi mình quay xem. Bây giờ mình giới thiệu từng loại nha. Thì đầu tiên là Hunter Winter White trà sữa nè, trà sữa Winter White. Cái này mắt đỏ rồi. Trà sữa Campbell. Campbell thì nó hung hơn Winter White. Trà sữa Campbell, trà sữa Winter White nữa nè. Trà sữa Campbell, trà sữa Winter White với Campbell là có hơi nhiều quá. Và tiếp theo nữa là vàng chanh. Vàng chanh có một bé vàng chanh nha các bạn, mắt lên. Vàng chanh thì nó rất là hiền. Đó, vàng chanh thì nó rất là hiền. Tơ vàng chanh thì mình chỉ còn có một bé thôi nha các bạn. Vàng chanh là thuộc dòng Winter White nha. Vàng chanh này là bé mắt đỏ. Bé này là bé đực. Còn một bé, thằng nào mua thì mình bán cho. Còn không thì mình để mình ghép luôn. Bò sữa lon nè. Bò sữa lon. Bò sữa lon là thuộc dòng Campbell. Bò sữa lon Campbell. Con này cái lông mặt nó hơi thiếu một chút nên hơi xấu. Rồi. Bò sữa lon. Còn một con bò sữa lon như còn cũng rất là nhiều á. Bò sữa lon hình như là giá 60 hay là 65 nghìn vậy á. Bò sữa lon thì cái màu nó không có đốm, nó không có đậm bằng bò sữa thiệt thôi, bò sữa gốc thôi. Nó cũng là cái dòng bò sữa. Này là bò sữa gốc nè các bạn. Cái sự khác biệt chưa? Sữa gốc thì cái đốm nó nhiều hơn, nó lan nhiều hơn, với lại cái nó đậm hơn. Còn bộ sữa lon thì nó có đốm chút chút thôi à. Còn bé này là như là trắng sọc đen á. Bé này dễ thương nè, bé này hiền nè, bé này hiền, bé này không biết cắn luôn. Bé này mắt mắt đen thấy không bạn, thấy không dễ thương không đó. Bò sữa lon, bò sữa, trà sữa rồi phải không? Rồi tới trắng sọc đen. Trắng sọc đen đây. Đó. Sọc đen bé kia rồi, bé này còn bé nữa. Bé này màu đậm hơn. Lông lông bé này nó bị ướt rồi nên nó không được đẹp. Bò sữa này thì mắt đen. Sữa này mắt đen các bạn. Rồi tiếp theo là Albino. Albino thì có Albino Campbell thôi nha các bạn. Albino Winter White mình không có hàng về. Đó, Albino rồi nè. Ủa, Albino hình như không có bạn ơi. Trong đây chỉ có bò sữa lon thôi à. Bò sữa lon cái màu nó có con hầu như là trắng hoàn toàn. Nó chỉ có một đốm đen nhỏ trên đầu thôi nè. Như là con này nè. Con này nó chỉ có một đốm nhỏ trên đầu thôi. Sữa lon. Con này đốm ít quá thì mình bán giá mềm chút cho các bạn. Chứ không phải là Albino. Con này không phải Albino mà là bò sữa lon. Rồi. Có vài loại thôi. Đó. Size Barbie. Các bạn nào muốn nuôi sinh sản thì mua. Nuôi cỡ này là ok. Không có sợ bé cắn nhau.
Trong đây là đực cái có đủ nữa các bạn. Chắc mình phải ghép vài cặp quá. Bạn nào lấy thì lấy nhanh nha. Ghé shop mình lấy nhanh. Để mình biết là mình chừa là mình ghép vài cặp. Cho đẻ bán cho các bạn giá rẻ hơn chút nữa. Thì mình nói luôn thì hamster này là mình chỉ ship gần thôi nha các bạn. Không ship xa được. Vì ship xa, thứ nhất là mùa nóng. Ship xa là bé sẽ chết. Thứ hai là mình không có xe để ship cho các bạn được. Nếu như mà bạn nào mà có biết xe từ Trà Vinh đi đến cái tỉnh của nhà bạn á, thì bạn nhắn cho mình coi ship được không. Nếu được thì mình ship cho bạn luôn, mà ship gần thôi nha. Thì hiện tại là mình có ship xa là như là mình ship từ Trà Vinh ra Bà Rịa Vũng Tàu, ủa không, ra gì, ra biển gì đó, ra mấy cái tỉnh mà gần gần Trà Vinh thôi. Còn bạn nào mà ở thành phố thì mình vẫn ship được. Bạn nào mà ở thành phố thì mình ship xe Phương Trang hoặc là Thanh Thủy Kim Hoàng cũng được nha. Mình ship hai ba xe đó, ba loại xe đó cho bạn ở thành phố. Còn các bạn ở Nha Trang đồ gì thì mình thua rồi, không ship được đâu, xa quá, bé chết rồi, lỗ mình chết rồi. Vậy thôi, hamster bia thì vẫn còn nha. Mà bạn nào muốn mua hamster bia thì ghé shop mình. Thế ngày mai mà mốt thì mình quay hamster bia lần nữa cho bạn xem. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy là hay thì đừng quên để lại một like, một subscribe và chia sẻ video của mình để video của mình được 1.000 subscribe nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye và chào tạm biệt.